Sau một khoảng thời gian dài bị gắn liền với cái mác khôn nhà giải trợ khi luôn ngã ngựa tại Champions League, Manchester City cuối cùng cũng đã có lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu này ở mùa giải vừa qua. Chiếc vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu chính là một phần trong cú ăn ba danh hiệu của đội chủ sân Etihad mùa giải 2022-2023, bên cạnh danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất và chiếc cúp FA. Chắc chắn rằng mục tiêu lớn nhất của nửa xanh thành Manchester đó chính là chinh phục những danh hiệu mới và bảo toàn vị trí của mình trên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng, tham vọng ấy của Man City đứng trước ngưỡng cửa lúc này khi một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình ăn ba của họ, đội trưởng người Đức Ilkay Gundogan đã nói lời chia tay đội bóng để chuyển đến Barcelona. Ở chiều đến, tính đến thời điểm hiện tại, họ mới chỉ có Mateo Kovacic từ Chelsea. Đó là chưa kể họ vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ Josko Gadio từ câu lạc bộ Leipzig và đang đứng trước sự ra đi của một số cầu thủ quan trọng trong đội hình. Với những tin tức không mấy lạc quan về mặt nhân sự đội bóng, các cầu thủ viên Man City đang vô cùng lo lắng về tình hình của đội bóng con cưng của họ trong mùa giải sắp tới. Vậy, với những cái tên hiện vẫn đang thủ biên chế của The Citizen có thể mang lại chiều sâu cần thiết để Man City có thể hướng đến một mùa giải thành công tiếp theo? Hãy cùng Yêu Bóng Đá phân tích và bàn luận rõ hơn về điều này thông qua video dưới đây. Nhưng trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cổ giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Có thể hiểu cho nỗi lo của những cổ động viên của Manchester City. Ở thời điểm hiện tại, những đối thủ của họ trong nhóm Big Six ở quốc nội đã đầu tư rất nhiều. Trong khi đó, Manchester City mới chỉ có một bản hợp đồng duy nhất, đó là Mateo Kovacic tới từ Chelsea. Tuy nhiên, ngồi trên băng ghế chỉ đạo của sân Etihad vào lúc này chính là Pep Guardiola, một trong những bộ óc chiến thuật vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Chắc chắn rằng ông sẽ biết cách để tận dụng những nhân tố đã có sẵn trong đội hình của mình. Cho dù có đôi chút ảnh hưởng về mặt nhân sự, nhưng những cái tên mà vị trí lựa ra người Tây Ban Nha sở hữu đều là những cái tên vô cùng xuất sắc với bản lĩnh của những nhà vô địch. Ở cả ba tuyến của họ đều là những gương mặt được đánh giá ở nhóm xuất sắc nhất thế giới tại vị trí của mình. Điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola, hy vọng trong việc bảo vệ ngôi vương tại giải quốc nội cũng như tại châu Âu, đồng thời cũng giúp họ có thêm hy vọng trong việc bỏ túi cho mình những danh hiệu mới. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu từ vị trí trong khung gỗ của Manchester City. Chắc chắn rằng thủ môn Ederson Moraes vẫn là sự lựa chọn số 1. Sở hữu khả năng chơi chân vô cùng ấn tượng cùng với những pha phản xạ vô cùng xuất thần, không có gì quá ngạc nhiên khi thủ thành người Brazil vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Pep. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 52 tuổi có sở hữu một sự lựa chọn dự phòng vô cùng chất lượng mang tên Stefan Ortega. Thủ môn người Đức luôn mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của đội bóng mỗi khi được trao cơ hội bắt chính. Tiếp đó sẽ là vị trí hậu vệ biên của đội bóng. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, chúng ta có Sergio Gomez, cầu thủ vừa có một giải đấu U21 Euro vô cùng ấn tượng cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Còn ở phía cánh đối diện, Man City sở hữu một Kyle Walker vô cùng bền bỉ ở độ tuổi 33. Ngoài ra, họ còn có măng non Rico Lewis đã thể hiện tốt trong những lần được trao cơ hội. Và sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến Joao Cancelo. Sở hữu khả năng chơi tốt ở cả hai bên cánh, hậu vệ người Bồ Đào Nha vừa có màn trình diễn ấn tượng trong loạt trận đấu giao hữu và sẵn sàng chuộc lại lỗi lầm của bản thân khi xưa. Sau đó, hãy cùng chúng tôi đến với vị trí trung vệ. Man City hiện có Nathan Aker, đã thi đấu vô cùng lột xác ở mùa bóng vừa qua. Hậu vệ người Hà Lan đã chứng minh rằng tại sao Man City lại bỏ ra 45 triệu euro để chiêu mộ anh. Tương tự như vậy là Manuel Akanji. Ít ai tin rằng một trung vệ vốn phòng ngự hớ hênh khi còn qua Dortmund lại tỏa sáng vô cùng rực rỡ tại xứ sở sương mù. Không chỉ thi đấu tốt ở vị trí sở trường, hai cái tên này đều có những màn trình diễn đáng khen ngợi khi được bố trí thi đấu như một hậu vệ cánh. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu Ruben Dias, một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh luôn là lá chắn thép vững chắc trong hàng phòng ngự của Man City đầy kiên cường. Đồng thời họ còn có một John Stones vô cùng đa năng khi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vị trí trung vệ. Cầu thủ người Anh còn thi đấu ấn tượng khi được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ với khả năng chuyển giải cực kỳ tốt. Thời gian gần đây đã có những tin đồn về việc trung vệ Aymeric Laporte sẽ ra đi. Thế nhưng nếu như sự thật Josko Gadio cập bến thành công thì hàng thủ của đội chủ sân Etihad sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Tiếp theo đó, hãy cùng chúng tôi đến với tuyến giữa của The Citizen. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Rory chắc chắn sẽ đóng đinh một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Cầu thủ người Tây Ban Nha là một trong những cái tên xuất sắc nhất châu Âu trong vai trò của mình. Không chỉ có vậy, anh còn tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Tiêu biểu là bàn thắng quyết định mang về chiếc vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của Man City. Đá cặp với Rodri, nhiều khả năng sẽ là Mateo Kovacic. Tiền vệ người Croatia chính là người tình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay của Pep và ông chắc chắn sẽ tìm cách để khai phá hết tài năng của anh. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn có Kevin Phillips, nhưng có lẽ cầu thủ người Anh sẽ đóng vai trò dự bị bởi thật khó để tin tưởng trao cơ hội cho một cầu thủ vừa có một mùa bóng đáng quên. Ở vị trí tiền vệ tấn công, Pep sẽ tương đối đau đầu khi ông có rất nhiều sự lựa chọn. Kevin De Bruyne chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 nếu cầu thủ người Bỉ không chấn thương, bởi tài năng của anh chắc chắn tất cả chúng ta đều biết. Khó có ai cùng vị trí có thể tự tin rằng khả năng của mình hơn cầu thủ sinh năm 1991 này. Những đường truyền của anh như báo tin rằng Man City sắp có bàn thắng. Ngoài ra, Man City còn có Phil Foden. Khi tài năng người Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng được cho là sự thay thế hoàn hảo cho Gundogan. Và sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không kể đến Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là người mà Pep Guardiola luôn cố gắng thuyết phục anh ở lại. Điều mà chúng ta ít thấy ở vị huấn luyện viên này. Anh có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào mà Pep yêu cầu và đều có những màn trình diễn chất lượng. Ngoài ra, Man City còn có tài năng trẻ Cole Palmer. Cầu thủ trẻ người Anh vừa cùng với những người đồng đội của mình giúp Tam Sư trở thành nhà vô địch của U21 Euro. Chắc chắn, anh sẽ có thêm những cơ hội ra sân ở mùa bóng năm nay. Sau cùng, chúng ta hãy cùng đến với nhân lực tại hàng công của đội chủ sân Etihad. Ở hành lang cánh của đội bóng này, chúng ta đã có Jack Grealish vừa trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Đồng thời Man City còn có Bernardo Silva hay Phil Foden có thể thi đấu vô cùng tốt nếu được xếp ra cánh thi đấu. Ngoài ra, họ còn có Julian Alvarez cũng có thể thi đấu như một chân chạy cánh nếu cần thiết. Còn ở vị trí cao nhất trên hàng công của Man City, chắc chắn Erling Haaland sẽ là người được đảm nhiệm. Tiền đạo người Na Uy vừa có một mùa giải đầu tiên vô cùng rực sáng khi phá vỡ vô số kỷ lục và biến ngoại hạng Anh, giải đấu được mệnh danh là khắc nghiệt nhất thế giới, thành sân chơi của riêng mình. Erling Haaland được hứa hẹn sẽ tiếp nối phong độ hủy diệt của mình ở mùa giải sắp tới. Bên cạnh đó, Julian Alvarez sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho cầu thủ người Na Uy khi cầu thủ đến từ xứ sở Tango đều tỏa sáng trong những cơ hội mình ra sân. Nhìn chung, Man City đang sở hữu một đội hình giàu chiều sâu với những cái tên vô cùng đa năng trong đội hình. Nhờ đó, huấn luyện viên Pep Guardiola có thể nghĩ ra những đấu pháp mới trong mùa giải 2023-2024 tới đây và giúp họ có thể bảo toàn hào quang rực rỡ của chính mình hiện tại. Kỳ vọng cho thầy trò huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ là vô cùng lớn, và liệu ông có thể tiếp tục một mùa giải bội thu danh hiệu nữa cùng với nửa xanh thành Manchester